Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào mừng anh em đã quay trở lại với một tuần mới, và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Trong tập tuần này thì mình nghĩ là những từ khóa bọn mình sẽ thảo luận nó sẽ mang lại rất nhiều điều thú vị, cũng như là nhiều cái khía cạnh để có thể khai thác, hoặc là những cái khơi gợi để anh em có thể chủ động tìm hiểu, tìm đọc sâu hơn trong một tuần sắp tới. Tuy nhiên, trước khi đi đến với cái nội dung chính và cái từ khóa đặc biệt đó thì chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của một vị khách mời đã quá quen thuộc với DeFi Discussion rồi. Thì xin chào anh Poseidon, chào mừng anh đã trở lại với DeFi Discussion. Yeah, cảm ơn Nguyên và xin chào tất cả mọi người. Thì rất vui khi được gặp lại anh em trong cái chuyên mục DeFi Discussion. Ok, thì cái giai đoạn mà bọn mình thu cái podcast này thì nếu mà nói là hưng phấn á, thì nó cũng không hẳn là hưng phấn, mà gọi là buồn chán và tẻ nhạt thì nó cũng không hẳn. Tại vì chúng ta cũng có một vài cái tin tức cũng như là một vài cái từ khóa để theo dõi. Thì trong tuần này bọn mình sẽ nói về modular blockchain và một cái khái niệm nó hơi nghịch đạo một xíu, đó là monolithic. Thì cái từ khóa này thực ra nó đã xuất hiện cách đây một năm rồi, nhưng mà bẵng đi một thời gian thì mọi người ít nói nhiều đến hai cái từ khóa này. Và em nghĩ một phần là cũng vì cái lý do là nó khá là khó hiểu, cũng như là nó cũng khá là trừu tượng và nó không quá phổ biến với nhiều người tham gia thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Thì chắc là nhờ anh Poseidon giải thích đơn giản một xíu về hai cái từ khóa này để cho các bạn nghe cũng đỡ gọi là hoang mang một xíu về modular cũng như là monolithic blockchain ha. Ok Nguyên, thì nói chung mà em có thể hiểu đơn giản như monolithic blockchain thì nó là một cái blockchain 1.0 chẳng hạn, ví dụ như đó thì nó gọi nó là blockchain 1.0. thì modular blockchain thì nó là một cái dạng blockchain mới, thì và là blockchain 2.0. thì dĩ nhiên cái 2.0 hay 1.0 đây thì nó sẽ không phải là nó thể hiện cái tính ưu việt hơn, hoặc cái ưu việt hơn hay không thì chúng ta sẽ còn phải xét rất là nhiều. Và tuy nhiên thì chúng ta tạm thời mặc định với nhau như vậy. Thì blockchain 1.0 hay là monolithic blockchain là cái dạng blockchain mà nó gom tất cả những cái tác vụ của blockchain, nó làm chỉ nằm trên một cái layer thôi. Tức là từ cái khâu là ví dụ như là em đã biết là khi mà một cái giao dịch hay một cái tác vụ nào đó thực hiện trên blockchain ấy, thì nó phải trải qua một số cái khâu nhất định, ví dụ như là nó phải gửi lên, sau đó cái giao dịch đó được xử lý xong, với dữ liệu đó nó sẽ phải được các cái validator nó đồng thuận, người ta chấp thuận đó là hợp lệ, thì nó mới được ghi lên một cái khối. Và như vậy thì nó cứ lặp lại như vậy thì nó tạo ra một cái chuỗi khối, và đó chính là blockchain. Thì ba cái khái niệm mà nó căn bản nhất của blockchain thì nó gồm có là sự đồng thuận ha, sự đồng thuận hay consensus á, thì cái này là cái nền tảng. Tại vì trong một cái blockchain mà nếu mà chúng ta đảm bảo dữ liệu luôn luôn chính xác và nó đảm bảo là để sản sinh ra được chuỗi khối mới, thì đầu tiên nó phải có cái sự đồng thuận này. Và cái sự đồng thuận này nó chính là cái những cái cụm từ mà anh em hay gặp bình thường là proof of work hay là proof of stake, là hai kiểu đồng thuận phổ biến nhất. Rồi cái thứ hai đó là cái thực thi ha. Cái thực thi có nghĩa là gì? Thực thi có nghĩa là việc mà các cái validator người ta xử lý giao dịch, và nhờ đó mà nó duy trì và phát triển cái trạng thái của blockchain ha. Tức là blockchain thì nó sẽ không bao giờ nó đứng yên hết, mà nó sẽ được chuỗi khối, mà ở các khối mới nó sẽ được tạo ra liên tục và nó được ghi liên tục để mà nó đảm bảo cho cái trạng thái của blockchain nó được cập nhật một cách gần như là tức thời. Và cái cuối cùng là cái đảm bảo cái sự khả dụng của dữ liệu. Khả dụng của dữ liệu đó là gì? Thực ra nó cũng đơn giản thôi, tức là chúng ta có thể hiểu đơn giản là các cái dữ liệu là nó sẽ luôn luôn mà được, sau khi được xuất bản và được ghi trên khối ấy, thì nó sẽ sẵn sàng để mà sử dụng ấy. Tức là nó sẽ sẵn sàng được khai thác bởi chính cái chuỗi khối đó, hoặc là chính những cái người dùng. Nó đơn giản như vậy thôi. Tại vì khi mà một cái dữ liệu mà nó khả dụng thì nó mới có ý nghĩa, chứ còn một cái dữ liệu mà nó không khớp hay nó không đúng với cái trước đó hoặc cái sau đó thì hoặc là không được khai thác, thì khi đó là cái sự đồng thuận nó sẽ gặp vấn đề và nó kéo theo cái sự đình trệ của blockchain. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như vậy. Thì cái monolithic blockchain là nó thực hiện toàn bộ
ngắt lời anh Poseidon một xíu, tức là cái ý mà khả dụng dữ liệu á, thì để cho một vài anh em mà dễ tìm hiểu ở bên để tìm hiểu các cái tài liệu, thì nó là cái data availability á. Thì cái này nó kiểu như là hình dung là làm sao để cái blockchain nó có đủ dữ liệu để các cái validator hoặc là các cái đơn vị xác thực họ có thể tiếp tục duy trì được cái trạng thái xuyên suốt của cái blockchain, chứ là nó không có bị cái tình trạng là tự nhiên cái chuỗi nó đang đi theo mạch như vậy mà nó bị đứt quãng ở một vài cái dữ liệu đó, là cái khâu xác thực nó không thể xuyên suốt được. Thì nó là data availability, để cho một vài anh em mà có muốn search thêm về cái khái niệm này thì có thể để tìm hiểu thêm. Ok, rồi cảm ơn Nguyên. Thì đó, thì như mình sẽ nói tiếp chút này, thì monolithic là nó sẽ thực hiện toàn bộ những cái khâu đó chỉ ở trên một layer thôi. Ví dụ như là Bitcoin, ví dụ như là Ethereum trước đây, ví dụ như là Solana hay là Avalanche các thứ, thì anh em đều thấy là đa phần nó đều theo đúng một cái kiểu đó, là toàn bộ đều thực hiện trên một lớp. Còn modular có nghĩa là gì? Modular là có nghĩa là nó đại loại là nó chia công việc ra thành những cái ngăn, những cái module đó. Chúng ta có thể hiểu đơn giản như vậy. Thì đối với modular thì nó ngược lại hoàn toàn với cái monolithic, có nghĩa là nó sẽ cho phép là nó cải thiện cái hoạt động của hệ thống bằng cách đó là nó cho phép là chia những cái ba cái khâu nhiệm vụ nó trên đó. Nó thay vì thực hiện chỉ trên một lớp thôi thì nó sẽ thực hiện ở trên nhiều lớp khác nhau đó. Về cơ bản thì anh em có thể hiểu dụ như là sẽ có những cái lớp nó sẽ đảm nhiệm cái việc đó là thực thi, và những cái lớp đó thì đơn thuần người ta chỉ được xây dựng để mà thực thi giao dịch thôi, và chúng ta sẽ mặc định rằng là toàn bộ những cái giao dịch đó nó sẽ được kế thừa cái sự bảo mật và cái sự đồng thuận của cái layer 1 đó, tức là cái layer 1 nó chỉ lo cái khâu đồng thuận, còn cái khâu mà thực thi giao dịch đó và xử lý giao dịch đó thì nó sẽ được thực hiện trên các layer khác đó. Còn cái khả dụng dữ liệu á, thì đối với modular thì nó sẽ sử dụng cái sharding để mà nó thực hiện. Thì cái ý tưởng của sharding thì thực ra ý tưởng sharding thì nó không phải là nó gắn liền với cái modular blockchain này, mà cái sharding là nó gắn liền với thực ra là Ethereum 2.0. Thì nếu như anh em nào mà có theo dõi cái medium của Vitalik á, thì cái sharding này Vitalik nói rất là lâu rồi. Thì ý tưởng của sharding là nó sẽ chia nhỏ công việc, và cái chia nhỏ công việc đó ra sau đó thì nó sẽ cho phép mình có thể nói dễ hiểu là chia nhỏ những cái khối lượng công việc hay là những cái giao dịch cần xử lý ra một cách nhỏ hơn, và sau đó là lựa chọn ngẫu nhiên một tập random những cái validator để xử lý cái giao dịch đó. Thì cái này nó có hai tác dụng. Thứ nhất là cái việc chia nhỏ công việc và lựa chọn random thì nó sẽ giúp công việc nó được xử lý nhanh hơn đó. Ví dụ như có đến 10.000 nốt chẳng hạn, thì chúng ta chỉ cần random 1.000 nốt để xử lý một tập giao dịch này, và để 1.000 những cái nốt còn lại đó làm cái công việc khác, thì nó sẽ giảm tải và nó sẽ không bị nó sẽ khai thác được tối đa cái sức mạnh của cả cái blockchain đó. Và cái việc mà random thì tại sao lại nó phải random? Nó random ở đây còn là nó có ý nghĩa là đảm bảo, đầu tiên là đảm bảo cái tính khách quan trong việc xử lý giao dịch đó, tại vì rất là khó để mà 1.000 nốt random có thể là thông đồng với nhau để mà tìm cách là làm gian lận cái giao dịch hoặc là tấn công cái mạng lưới đó. Và cái thứ hai là nếu mà như cái tác nhân ở bên ngoài á, nó muốn tấn công vào cái blockchain đó thì nó cũng rất khó, khi mà anh em có thể hiểu là bởi vì random mà, cho nên rất khó để mà tấn công toàn bộ 1.000 nốt, biết chính xác 1.000 nốt đó là những ai và tấn công đó. Thì nó có hai ý nghĩa như vậy. Như vậy thì cái modular blockchain á, thì nó sẽ tụ chung lại thì nó sẽ là cái việc chia nhỏ các cái nhiệm vụ ra thực hiện trên các lớp khác nhau, thay vì là gom vào một như monolithic. Và nó sẽ, cái thứ hai là nó sẽ sử dụng cái công nghệ sharding để mà nó đảm bảo cái tính khả dụng của dữ liệu. Đó là hai cái sự khác nhau cơ bản giữa monolithic blockchain và modular blockchain. Chắc là mình sẽ nói sơ một xíu về cái câu chuyện là data availability, tại vì đây có thể là sẽ là những cái từ khóa nó quan trọng trong thời gian tới, vì chúng ta thấy là dạo gần đây thì nó cũng nổi lên một vài cái dự án liên quan đến modular blockchain, ví dụ như là Celestia này,
họ định vị họ là một cái blockchain modular và xử lý những cái vấn đề liên quan đến khả dụng dữ liệu như hồi nãy anh Poseidon có chia sẻ. Và trong thời gian tới thì các cái đề xuất ví dụ như là 4844, EIP 4844, tức là cái proto đang sharding á, là nó không phải là hành sharding hoàn toàn như cái lý thuyết của Vitalik đề xuất, nhưng mà cái proto đang sharding này nó sẽ là một gần như là một cái tiền tố cho cái, hoặc là một cái phiên bản giảm nhẹ của sharding đi, giảm tải và phiên bản nhẹ hơn á. Thì nó sẽ chia nhỏ những cái data này ra thành những cái blob, và những cái blob này nó sẽ tan biến, nên là như là bong bóng, và nó chỉ tồn tại trên blockchain ở một khoảng thời gian nhất định thôi, để khi mà các cái đơn vị xác thực họ duy trì cái hoạt động xuyên suốt của cái chuỗi trong cái thời gian đó xong xuôi rồi, thì những cái dữ liệu này bản thân nó không cần tồn tại nữa, vì người ta đã xác thực xong rồi và người ta ghi lên blockchain rồi, thì nó sẽ giảm bớt đi. Thì thay vì hồi xưa là ví dụ như những cái monolithic chúng ta thấy là dữ liệu nó sẽ mãi mãi ở trên đó, và xác thực xong xuôi rồi thì nó vẫn mãi ở trên nó, thì càng về sau thì các cái validator thì công việc của họ nó sẽ càng ngày nó nặng nề theo cấp số. Rồi thì chắc là mình sẽ nói một vài lý do tại sao mà cái monolithic và cái modular này nó là những cái từ khóa mà anh em cần tìm hiểu trong thời gian tới ha. Thì chắc là để anh Poseidon để kê một vài cái ý tại sao mà mọi người cần phải quan tâm đến hai cái từ khóa này. Thì nói chung là theo mình thì thị trường crypto mà nó luôn sẽ có những cái theo trend và theo những cái mới ấy, thì nó sẽ cho tiềm năng hơn và có cái cơ hội đầu tư hơn. Thì monolithic ấy, thì nó sẽ có những cái rào cản của nó, và bởi vì có những cái hạn chế đó cho nên là thằng modular này nó mới được sinh ra để nó khắc phục. Thì lý do mà mình nghĩ là chúng ta nên bắt đầu quan tâm dần là bởi vì các cái blockchain mà theo hướng monolithic ấy, thì bản thân họ cũng tự nhận ra được cái rào cản trong cái vừa đảm bảo được cái gọi là người ta hay gọi là chỉ tam đề của blockchain ấy, tức là vừa mở rộng, vừa phải giữ bảo mật và vừa phải giữ phân quyền, thì hầu như là 100% chúng ta có thể nói khẳng định luôn là 100% monolithic blockchain bây giờ nó không làm được. Ví dụ như là Ethereum ngày xưa bảo mật rất tốt, phân quyền rất ok, nhưng xử lý giao dịch rất chậm và phải hầu như là lệ thuộc vào các cái giải pháp layer 2. Ngược lại thì những cái mới như là Avalanche hay Solana thì tốc độ giao dịch tốt hơn, chi phí rẻ hơn. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là nó gặp rất là nhiều vấn đề về cái sự phân quyền và thậm chí là đôi lúc là bảo mật. Thì đây cái điều này là mọi người phải chấp nhận thôi, tại vì như chúng ta đã nói từ đầu thì monolithic blockchain là nó gom tất cả ba thằng nó đưa vào một layer. Chính vì vậy thì khi mà nó muốn nó tùy vào thiết kế của blockchain mà nó sẽ đề cao một hoặc hai yếu tố, và sau đó chính vì vậy yếu tố thứ ba nó sẽ bị ảnh hưởng. Thì đó là cái hạn chế, cái rào cản. Thì chính vì xuất phát từ cái hạn chế rào cản đó mà modular blockchain người ta mới định hướng cái việc là đưa ba cái nhiệm vụ đó ra các cái layer khác nhau và chia nhỏ nó ra để thực hiện. Tuy nhiên là vẫn phải dựa trên cái nền tảng đó là cái bảo mật. Thì nhờ vậy thì nếu như mà chúng ta đưa làm như vậy thì các cái layer xử lý nó có thể mở rộng một cách rất là thoải mái. Kết hợp với các công nghệ như là sharding hay là đang sharding thì nó có thể mở rộng rất là thoải mái, nhưng mà nó vẫn không ảnh hưởng, không hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cái sự phân quyền và cái sự bảo mật trên cái layer gốc. Đó thì thực ra cái modular blockchain này thì nó cũng là một cái, có thể nói là một cái nâng cấp của một cái layer 2 đó. Tức là không phải là chúng ta tạo ra, khác với layer 2 là chúng ta không tạo ra nhiều blockchain mà chúng ta gom vào một. Anh em có thể hiểu đơn giản như vậy thôi. Thì thực ra những cái layer xử lý chúng ta cũng, người ta cũng sử dụng những cái công nghệ như cái công nghệ của layer 2, roll up các thứ, nó hoàn toàn là như vậy thôi, chẳng qua là nó không tách ra mà nó gộp vào một. Nó tận dụng cái security, cái bảo mật của layer 1, nhưng mà nó tập trung vào xử lý những cái giao dịch để tăng cái tốc độ lên. Nói chung là phân việc ra, gọi là mỗi người thì sẽ làm nó hiệu quả hơn. Chính vì vậy thì mình nghĩ là thị trường trong cái thời gian mà có thể là 1 đến 2 năm tới thì cái modular blockchain này
nó có thể là tạo ra một cái trend mới và bùng nổ. Thì dĩ nhiên đây là thời điểm hơi sớm, tại vì đa phần những cái dự án mà làm trong cái mạng modular blockchain này thì sớm nhất thì cũng là chỉ đang triển khai những cái testnet đầu tiên thôi. Thì dĩ nhiên chúng ta phải khẳng định rằng là không có gì là dễ dàng cả. Mới đầu thì cái modular, mặc dù nó là về mặt lý thuyết thì nó ưu điểm hơn so với monolithic, nhưng mà chúng ta cũng cần đừng bao giờ quên là cái công nghệ đó là một chuyện, nhưng mà cái việc làm sao để thu hút dòng tiền, làm sao để phát triển dự án, hay là làm sao để kéo những cái dự án lâu đời từ các cái hệ sinh thái khác nó về, thì nó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Tại vì như mọi người đã biết thì không phải là cái cấu trúc nền tảng nó rất là quan trọng, tại vì nó là cái cơ sở để mà chúng ta xây những cái giao thức rồi những cái dApp lên đó. Nếu mà modular blockchain mặc dù lý thuyết là rất là ngon đó, nhưng mà khó tương thích, mình nói ví dụ khó như tương thích với các cái dự án khác đi, thì rất khó để mà dòng tiền nó đổ về. Tuy nhiên bởi vì nó là mới cho nên nó cũng là cơ hội. Thì chúng ta cũng để ý, nếu mà mọi người search cái từ khóa modular blockchain ấy, thì hiện tại cũng chỉ có vài dự án thôi, và đa phần những cái dự án đó thì đều được các quỹ đầu tư lớn người ta xuống tiền hết rồi. Đó, thì chắc đây chính là cái cơ hội, tại vì thứ nhất là chưa có token, anh em có thể làm các cái testnet hay là trải nghiệm các cái dự án trên đó để mà chúng ta nhận retro tiếp. Cái thứ hai là thông thường vào cái thời điểm downtrend này, nếu mà các cái dự án này ra mắt token đó, thì nó sẽ cũng phải chấp nhận theo thị trường thôi, nó sẽ rất là khó pump. Thì đây cũng là, nếu mà như chúng ta không thể nào đầu tư được như các quỹ, thì chúng ta cũng có thể timing để chúng ta gom ở cái mức giá tốt. Tại vì cái dòng tiền nó sẽ đổ từ các cái monolithic blockchain sang modular blockchain khi mà nó sẵn sàng. Và cái thứ ba nữa là chúng ta nên để ý cái modular blockchain này, là bởi vì Ethereum, từ các cái Ethereum 2.0 thì nó cũng là một cái hình thái ở một mức độ nào đó, nó là chính là modular blockchain. Khi mà bây giờ là nó đã khắc phục được, nó không, cái định hướng của Ethereum 2.0 chính là cái việc mà không cần dựa vào layer 2 nữa, nhưng mà vẫn xử lý được giao dịch với chi phí rẻ, với tốc độ nhanh và với cái bảo mật và phân quyền ổn định như trước đó. Thì sau cái The Merge thành công á, thì Ethereum 2.0 cũng đã ở một mức độ nào đó nó đã thành một cái modular blockchain. Thì chính vì vậy thì đây là một cái từ khóa mà mình nghĩ là anh em có thể theo dõi trong thời gian tới, có thể là 1 đến 2 năm. Hiện tại thì nếu như mà đúng ra, nếu như mà tìm về cái từ khóa modular blockchain này thì rất là khó để có được những cái dự án mà nó đã build xong xuôi và nó có token để anh em tham gia. Điển hình như cái một cái từ khóa mà mình có đề cập ở đầu cái podcast là Celestia, thì họ mới chỉ có testnet thôi, và để mà retail investor mà muốn tham gia vào những cái vòng đầu này thì rất là khó. Cho nên là và song song đó còn rất nhiều các dự án họ cũng mới chỉ gọi là lên ý tưởng và công bố tài liệu thôi. Thì các dự án này thì chắc là phần sau thì mình sẽ nói sâu hơn đó. Thì nhưng mà chắc là mình sẽ tập trung vào những cái hệ sinh thái hoặc là những cái dự án mà nó đã có sản phẩm và nó đã có token rồi, điển hình như là các cái roll up, các cái layer 2 ở bên Ethereum ha. Không biết là anh Poseidon có thấy cái điều gì thú vị của các cái giải pháp này trong thời gian gần đây hay không? Chúng ta đã nói rất nhiều về các cái layer 2 rồi trong rất nhiều tập trước đây rồi, nhưng mà điển hình là trong thời gian gần đây thì các cái layer 2 thì nó cũng rất là sôi nổi, và hy vọng là chúng ta có những cái điều mới mẻ để chờ đợi ở những các cái giải pháp này. Thì thực ra các cái layer 2 thì gần đây nhất thì có Optimize là tung ra token, thì cái đó nó cũng đơn giản là một cái điều mà nói chung là hầu như tất cả chúng ta cũng dự đoán được. Thì trong tương lai thì chúng ta có thể chờ đợi thêm một số cái dự án nữa, ví dụ như là Starknet hay là Arbitrum hay là ZK vân vân. Thì đó cũng là một cái thứ ZK, đúng không? Thì đó là một cái mà chúng ta có thể chờ đợi. Tuy nhiên nếu mà anh em để ý thì dạo gần đây rất nhiều layer 2 người ta đang bắt đầu làm theo kiểu là không còn chỉ là một layer 2 của Ethereum nữa, mà sẽ là một tích hợp với một số cái hệ sinh thái khác, ví dụ như là Boba Network đi. Boba Network thì người ta tích hợp với Phantom và Moonbeam đó, rồi sau đó là Avalanche. Thì theo mình thì đây cũng là một cái chiến lược cũng khá là mới và nó cũng khá là hay trong cái bối cảnh là Ethereum nó đang dần dần nó cũng
bắt đầu gọi là không còn quá phụ thuộc nhiều vào layer 2 nữa, thì các cái layer 2 nếu mà muốn giữ lại được những cái người dùng, khối lượng giao dịch hay là dòng tiền, thì phải suy nghĩ đến chuyện là liên kết với các cái layer 1 khác mà người ta đang thiếu. Bởi vì trên thực tế này, các cái layer 1 như Avalanche hay là Solana thực ra nó cũng gặp những cái, bắt đầu đã xuất hiện những cái vấn đề khi mà cái khối lượng giao dịch hay khối lượng người dùng nó tăng lên, vẫn là bị chậm, vẫn là bị chi phí cao, thậm chí là bị nghẽn mạng, bị đứng hình vân vân. Cho nên là mặc dù đây là những layer 1 mới, nhưng mà chúng ta cũng đã thấy ngay được nó đã có những vấn đề của nó, và thực ra nó vẫn cần những cái layer 2 trong một số công việc nhất định. Chính vì vậy thì một số theo mình thì đây cũng là một cái hướng chuyển dịch nó khá là hay, khi mà chúng ta không, Ethereum nó không còn cần chúng ta nữa thì chúng ta có thể đi sang tìm kiếm cơ hội ở những cái mảng khác. Thì còn ngoài ra thì mình cũng có theo dõi, chủ yếu là mình để ý Arbitrum thôi, tại vì nó vẫn đang là cái layer 2 gọi là nổi bật nhất trong cái thời điểm hiện tại, với TVL cũng cao nhất, khối lượng người dùng cũng cao nhất. Dĩ nhiên cái này là cũng đến từ một trong những cái nguyên nhân là bởi vì nó chưa ra mắt token, cho nên là cái dòng tiền người ta nó vẫn đang đổ về đây để nó tìm kiếm cái cơ hội, cái đó là cũng là một cái lý do. Cái thứ hai thì Arbitrum hình như là sắp tới là có một cái cập nhật khá quan trọng là Nitro. Cái này anh em cũng nên theo dõi, tại vì cái Nitro này được xem là một trong những cái cập nhật quan trọng nhất trong năm 2022 của Arbitrum. Nitro là đã qua rồi. Nitro là đã cập nhật rồi. Cái anh Bozen nói thì chắc có lẽ là cái chương trình Odyssey á, tức là cái chương trình khuyến khích user sử dụng các cái sản phẩm ở trên Arbitrum á, thì cái này nó cũng khá tương đồng với lại Optimism Quest. Thì nó cũng khá là rối với nhiều người khi mà tham gia vào một cái blockchain thì họ cũng không biết, hoặc là tham gia một cái hệ sinh thái nào đó thì họ cũng không biết là nên bắt đầu từ đâu. Thì các cái chương trình này nó cũng rất là hay, tức là nó như là một cái lộ trình để hướng dẫn người dùng mới vậy đó. Tức là người ta phải ví dụ như vô một cái DX nó như thế này, swap xong rồi dùng các cái lending rồi các thứ, thì các cái chương trình này họ sẽ hướng dẫn từng bước, và đổi lại thì sau khi hoàn thành những cái nhiệm vụ này thì mọi người sẽ nhận được các cái NFT. Còn với anh em nào mà săn retro thì có thể tận dụng các cái chương trình này để thu thập những cái người ta gọi là những cái credentials, tức là những cái uy tín để sau này khi mà xét duyệt phát token thì có thể nó sẽ là một cái yếu tố rất là quan trọng. Thì đó là những cái bổ sung cho cái hệ sinh thái layer 2 này. Một cái ý khác mà mình cũng thấy các cái hệ sinh thái layer 2 này cũng khá là thú vị, đó là có một cái sự dịch chuyển gì đó gần về cái giải pháp ZK. Tức là anh em biết là các cái layer 2 thường thì nó sẽ có rất nhiều cách tiếp cận chain. Nhưng mà ở trong đó thì nó có một cái là rollup, thì là cái phổ biến nhất. Có rất nhiều các cái giải pháp, ví dụ như là sidechain hay là validum thì nó không phổ biến và nó không quá là FOMO với cộng đồng. Nhưng mà nói riêng về rollup đi thì nó có hai cái giải pháp chính, đó là optimistic rollup và ZK rollup. Thì những cái giải pháp như là Arbitrum hay Optimism thì nó là optimistic, nhưng mà có một cái mình để ý đó là các cái giải pháp này họ đang dần dịch chuyển về cái xu hướng là ZK, và có thể là trong tương lai. Thực ra thì ZK nó là một cái công nghệ khá là phức tạp và nó cần thời gian, và nó rất là khó để xây dựng một cách tiện lợi cho đội ngũ developer, thì cái này nó cũng cần thời gian để theo dõi. Và đó, như mình nói hồi nãy thì Optimism và Arbitrum thì nó cũng đang để ngỏ cái khả năng là sẽ dịch chuyển về ZK. Thì đây là một cái thông tin mà có thể là sẽ anh em sẽ đâu đó coi nó như là một cái kim chỉ nam chẳng hạn. Thực ra thì cái việc mà dịch chuyển qua ZK nó cũng tương đối dễ hiểu thôi, tại vì ngày xưa là người ta sử dụng optimistic rollup là bởi vì nó dễ tương thích hơn. Tức là nếu mà khi anh em bắt đầu muốn dự án, nó muốn lôi kéo dòng tiền và những cái dự án khác về để thì optimistic rollup là một cái sự lựa chọn cực tốt, tại vì nó dễ tương thích lắm. Tức là nó chỉ có cái nhược điểm của nó là cái thời hạn rút tiền nó 7 ngày các thứ, tại vì đó là liên quan đến cái cơ chế xác thực rồi. Nên em muốn thì có thể tìm những cái bài viết ở trên Coin8 về cái so sánh hai cái rollup này.
Đó thì nhưng mà ZKRUB thì nó tức thời, nó chuyển và nạp tiền tức thời, nó tạo ra cái trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Nhưng mà đổi lại thì ngày xưa, bởi vì như Nguyên nói, công nghệ nó quá phức tạp, cho nên là cái việc mà tương thích nó rất là kém. Thì mình nhớ không nhầm là Polygon đúng không ạ? Polygon là nó đã đầu tiên nó ra mắt một cái công nghệ EVM, và nó gọi là tương thích cực kỳ tốt với cái với EVM của Ethereum á. Thì kể từ sau đó thì ZKRUB đã là kiểu như một cái bước nhảy vọt luôn á. Tại vì bây giờ nó khi mà nó giải quyết được cái câu chuyện dễ tương thích ấy, thì hầu như ai cũng sẽ mong muốn là lựa chọn ZKRUB hơn so với Optimistic Rub. Thì sẽ có người hỏi là nếu mà lâu vậy thì tôi có thể khắc phục thông qua các cái bridge được mà, đúng không? Có những cái bridge nó cho phép bên em chuyển dịch cái tiền tức thời giữa các cái layer 2 của Ethereum. Cái câu chuyện bridge thì nó là một cái phạm trù phức tạp hơn nữa. Bridge thì nó với lại nó không an toàn. Sự thật chứng kiến quá nhiều bridge bị hack rồi. Chính vì vậy thì nếu mà chúng ta nhỏ lẻ thì cái tiền chúng ta bỏ ra có thể là trên những cái giao dịch đó nó không có nhiều. Thì chúng ta có thể góp góc nhìn khác, nhưng mà khi mà nó phát triển đến một cái mức nào đó và nó muốn lôi kéo dòng tiền từ các cái way, các cái quỹ đầu tư, các cái tổ chức ấy, thì lúc đó cái câu chuyện bridge nó sẽ không đáp ứng được. Chính vì vậy thì ZKRUB nó sẽ trong tương lai, nếu mà nó tiếp tục nó duy trì được cái việc là cải thiện cái sự tương thích ấy, thì chắc chắn nó sẽ có những cái vượt trội hơn so với Optimistic Rub. Mình nói thêm chút vậy thôi. Nãy giờ thì chúng ta đã nói về cái giải pháp tương thích trong cái hệ của EVM liên quan đến cái hệ thống máy ảo của Ethereum. Thì mình cũng muốn đề cập một cái chi tiết, đó là khoảng 1-2 tuần đổ lại đây thì chúng ta thấy là có những cái dự án đề xuất xây dựng roll-up cho Solana, ví dụ như là Nitro hoặc là Eclipse. Thì cái dự án này cũng họ cũng bắt đầu gọi vốn và cũng bắt đầu là công bố những cái tài liệu rồi. Thì anh em có thể tìm hiểu về những cái dự án này. Thì anh Poseidon có nhận xét gì về những cái dự án này hay không? Hay là có cái những cái notes, những cái ghi chú gì đáng chú ý về các dự án này hay không? Tại vì nó cũng khá là mới và nó là một cái phạm trù ở một cái blockchain nó khác ngoài Ethereum. Thì thực ra mình cũng có xem qua những cái dự án này, tuy nhiên thì cái thông tin về mặt ví dụ như Nitro thì người ta sẽ hay Nitro thì nó sẽ là sự kết hợp giữa nó sẽ xây dựng nó thông báo ở trên Twitter, nó sẽ xây dựng một cái layer 2 cho Solana dựa trên một cái công nghệ tương thích tốt với cái máy chủ ảo của Solana và kết hợp với cái công nghệ IBC của Cosmos á, tức là tạo ra cái khả năng tương tác tốt hơn á. Thì mình cũng chỉ hình dung, nói chung là về mặt bản chất á, thì vẫn là một cái roll-up đó, chúng ta có thể hiểu đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà cái câu hỏi mà mình băn khoăn đấy không phải là nó sẽ sử dụng công nghệ gì, tại vì các cái công nghệ thì hầu như nó cũng, nếu mà xét tại thời điểm hiện tại thì cho dù là Ethereum, Solana hay Avalanche mà nói về layer 2 thì nó cũng chỉ quên những cái mà chúng ta đã biết thôi. Cái quan trọng là liệu rằng có cần thiết hay không. Tại vì cái layer 2, những cái layer 2 của Ethereum sinh ra khi mà Ethereum nó thực sự gặp vấn đề, tức là nó bị chậm, nó bị chi phí giao dịch đắt đỏ lên rất là nhiều, thì Ethereum cái layer 2 lúc đó nó mới có cái đất để diễn đó. Còn đối với Solana thì vấn đề của Solana hiện tại không phải là chi phí giao dịch, không phải là tốc độ xử lý giao dịch, chúng ta có thể nói với nhau câu chuyện như vậy. Thì liệu rằng những cái layer 2 đó nó có khắc phục được cái vấn đề mà Solana gặp phải. Vấn đề của Solana gặp phải bây giờ là cái spam, bị spam nhiều, dễ bị tấn công hoặc là dễ gặp vấn đề khi mà cái lượng spam giao dịch lớn. Thì thực ra cái vấn đề này nó không liên quan gì đến tức là cái bài toán nó không tựa như Ethereum để có một cái layer 2 mà nó vừa khít vô và nó vừa gọi như là tôn được cái vai trò của layer 2, đúng không? Ừ, đúng rồi, tại vì theo mình nghĩ thì cái vấn đề này nó đến từ cái cấu trúc của mạng Solana hơn là cái vấn đề mà bởi vì nó bị quá tải giao dịch hay các thứ, nó không phải như vậy, tại vì nó không có thường xuyên ha. Chỉ lâu nó bị lần thôi. Cho nên là vậy thì sẵn tiện cái vấn đề anh Poseidon nêu ra thì cũng nêu lên một cái vấn đề như thế này, tức là với các cái hệ sinh thái khác, ví dụ như họ
cần hoặc là họ họ có một cái định hướng là xây dựng các cái modular đè lên trên cái lớp ban đầu đi, cái lớp monolithic ban đầu đi, thì đâu sẽ là cái điều kiện, mình gọi là cái điều kiện để nó thành công. Tại vì chúng ta thấy là Ethereum, như anh Poseidon có đề cập cái case đó, thì nó thành công về mặt gọi là win-win luôn, tức là vừa có lợi cho cái layer 1 ở phía dưới, mà nó vừa có cái dòng tiền đổ vào các cái layer 2 phía trên, các cái giải pháp modular đè lên trên thì vẫn hưởng được lợi. Nhưng ví dụ như em lấy một cái ví dụ khác đi, thực ra thì nếu mà để so sánh các cái subnet của Avalanche thì nó cũng không đúng, tại vì Internet of Blockchain là một cái nhóm khác mà chúng ta không xếp nó vào monolithic. Nhưng mà cái này là cái mình so sánh về cái khía cạnh là win-win á, tức là Avalanche thì họ cũng có những cái subnet cắm vào, nhưng cái hoạt động thì nó đổ dồn sang những cái subnet và nó không mang lại quá nhiều giá trị cho cái blockchain gốc là Avalanche. Thì tất nhiên là Avalanche thì dạo gần đây thì cũng có nhiều cái câu chuyện pháp lý rồi drama bên lề rồi các thứ. Tuy nhiên là nói về để mình so sánh, tức là làm đâu sẽ là những cái yếu tố để một cái blockchain khi mà nó xây dựng modular, nó vừa giải quyết được những cái vấn đề của cái blockchain ở phía dưới, cái lớp phía dưới, mà nó còn có thể win được cho những cái giải pháp xây dựa trên nó, thì Poseidon nghĩ sao về cái vấn đề này? Thì mình sẽ nói về câu chuyện Avalanche trước đi. Tại vì khi mà Avalanche ra mắt subnet á, thì nó được kỳ vọng khá là nhiều. Tại vì nó vừa về mặt lý thuyết là thời điểm đó là nó tạo ra một cái bull case khá lớn cho Avax, cái đồng Avax, khi mà muốn trở thành validator hay là subnet gì đó thì phải stake vào, anh em phải hầu rất là nhiều Avax, và cứ nhân rộng nó ra thì cái lượng Avax ở trên thị trường nó sẽ giảm rất là đáng kể. Thì thực ra là coi như là ngày xưa anh em nhớ là Avax thì nó có một cái là burn, tức là một phần phí của mạng Avalanche thì nó sẽ được đốt đi, thì đây cũng là một cái cách giảm nguồn cung về mặt lý thuyết là hiệu quả. Thì tuy nhiên đối với khi mà triển khai subnet thì Avax đã chấp nhận là hy sinh cái chuyện burn này, tại vì nếu mà giao dịch đổ về subnet thì chắc chắn cái phí giao dịch ở trên cái mạng chính là Avalanche nó sẽ giảm đi, và từ đó cái lượng Avax đốt đi nó sẽ giảm. Tuy nhiên nó mong muốn nó đổi lại là cái lượng mà Avax nó hầu bởi các cái validator nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều lần. Đó là một cái câu chuyện rất là đẹp, tuy nhiên thì khi triển khai nó lại gặp vấn đề đây là nó làm không có tới. Không có tới là tại sao? Nó chỉ tới khi mà có vài chục đến vài trăm subnet thì lúc đó là mới là làm tới. Còn ở đây chúng ta thấy là chỉ có 1-2 dự án lèo tèo, và cũng chỉ là những cái dự án ở mức vừa và nhỏ, nó làm subnet ở trên Avax. Do đó thì nếu mà chúng ta nói là cái việc subnet ở đây nó không phải là win-win đâu, không phải là từ Avax gây cái thiệt hại cho mạng của mình đâu, nhưng mà khổ cái là làm không tới. Đó, tức là cái ý tưởng này rất là tốt nhưng mà làm không tới. Chính vì vậy là mà cũng xui nữa đúng không? Đúng cái thời điểm thị trường nó timing, cái thị trường nó rất là xấu nữa, thì bởi vì vậy nó tổng hợp các yếu tố thì nó thành ra là một cái có, chúng ta cũng như chúng ta đi kinh doanh thôi, là một cái case study là nó thất bại thôi. Đó, còn như thế nào là để win-win thì theo mình á, các cái dự án mà nó làm theo hướng modular này hoặc là thậm chí là theo dạng internet blockchain luôn ấy, thì muốn win-win thì cái này chúng ta cần phải thiết kế thôi. Chúng ta sẽ phải thiết kế những cái, tại vì khi mà chúng ta làm modular hay là làm internet of blockchain ấy, thì bản chất là chúng ta đang hợp tác với những cái thằng khác, thì khi đó mà chúng ta muốn cả hai đều win-win thì chúng ta cái minh bạch là phải nở ra, đưa ra một cách hài hòa, đúng rồi. Chúng ta chấp nhận là chúng ta sẽ phải như cây của Avalanche, tức là chúng ta sẽ phải hy sinh một cái nào đó của mình để trao cho người khác, nhưng mà đổi lại thì chúng ta sẽ nhìn trong cái câu chuyện là dài hạn hơn. Đó, thì cái này là bài toán kinh doanh thôi, và mỗi dự án nó sẽ có một cái giải quyết khác nhau. Đó, thì
chúng ta đơn giản là chúng ta theo dõi thôi. Đúng là hồi nãy anh Boson có nói về cái vấn đề là liệu các cái monolithic nó có cần cái giải pháp phụ trợ modular đè lên trên hay không, thì cái này nó cũng là một phần, tại vì đôi khi ghép cái giải pháp modular đè lên trên nhưng mà cái miếng bánh tổng nó không có nở ra, tức là cái nhu cầu nó không mở ra, thì việc mà các cái blockchain nền tảng và cái modular đè lên trên thì nó sẽ không đủ phần để mọi người cùng chia nhau để có được cái case đẹp nhất là win-win. Thì Ethereum thì nói chung là ở thời điểm trước thì tạm coi là nó có thể xử lý được cái vấn đề đó, thì chung quy lại nó vẫn là cái câu chuyện là làm sao để cái hệ đó nó có thu hút được tiền, nở được nhu cầu ra, mở được cái nhu cầu ra và chia cái nhu cầu đó lại cho những cái giải pháp phụ trợ cho nó, để vừa giải quyết được cái vấn đề nghẽn ở dưới bản thân cái chain đó mà vừa có được những cái khuyến khích cho những cái chain phía trên, đúng không? Thì nói chung cái những cái modular blockchain này thì mình nghĩ là trong tương lai nó sẽ có một cái thời điểm nào đó mà nó sẽ có cơ hội. Nó giống như câu chuyện của Ethereum ngày xưa, cái thời điểm mà Matic hay là Polygon bây giờ nó làm thì cũng không ai nghĩ là nó thực sự nó cần thiết cho Ethereum cả. Tuy nhiên thì lại đến một cái thời điểm mà Ethereum nó, tại vì cái đó là cái sự phát triển mà, sự phát triển của công nghệ, của người dùng, các thứ này, của NFT, các thứ nó tần tật của DeFi, nó dẫn đến Ethereum quá tải. Thì khi đó Polygon nó mới bùng nổ, và nó bùng nổ cực kỳ nhanh chóng. Và nó, tại vì nó giải quyết được vấn đề đơn giản như vậy thôi, nó giải quyết vấn đề và nó tạo ra giá trị thì nó thành công. Thì cái modular blockchain này mình nghĩ là trong tương lai sẽ có những cái thời điểm mà monolithic blockchain, những cái dạng blockchain truyền thống ấy, nó cũng sẽ gặp vấn đề, nó cũng sẽ cũ kỹ đi, lạc hậu đi, bởi vì người dùng hay là công nghệ thì nó luôn luôn nó tiến về phía trước, và chúng ta có thể nói là bây giờ thị trường nó đang khó khăn, DeFi nó đang bị chững lại, nhưng mà có thể vài năm sau nó sẽ là một cái bài toán hoàn toàn khác, và khi đó những cái thằng monolithic blockchain bây giờ hoàn toàn không đáp ứng đủ, thì khi đó modular blockchain nó lại timing đúng lúc nó ra được những cái bạn chính thức ở mainnet các thứ, và nó giải quyết được câu chuyện đó, thì khi đó chúng ta có thể timing để chúng ta đầu tư tương tự như cái bài học của layer 2, các cái layer 2 trước của Ethereum. Chính vì vậy thì đó, theo mình đó là cái điều kiện thắng của các modular blockchain đó. Tức là monolithic đầu tiên nó phải gặp vấn đề, và modular nó phải timing, nó vừa kịp nó ra cái sản phẩm và nó giải quyết được vấn đề đó là ok. Thì theo mình đó là cái điều kiện thắng. Rồi, ok. Một cái chủ đề mà mình nghĩ là vừa có cái tính tương lai đủ để chúng ta cảm thấy háo hức về cái chặng đường phía trước, mà vừa có những cái yếu tố mà nó hơi thực tế, tức là nó hơi tài chính một xíu, nó hơi tiền bạc một xíu, để cho chúng ta có cái góc nhìn đa chiều hơn, thì rất là vui khi mà có cơ hội để ngồi nói chuyện với anh Poseidon hôm nay, để thảo luận về cái từ khóa có thể nó sẽ hot trong thời gian tới, là modular và monolithic. Thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh Poseidon rất nhiều đã dành thời gian đến với DeFi Discussion tuần này, và chắc là để anh Poseidon gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast hôm nay ha. Rồi thì cũng rất là vui khi được chia sẻ một vài cái research của mình trong cái thời gian qua liên quan đến những cái từ khóa liên quan đến modular và monolithic. Thì mình cũng hy vọng là qua những cái buổi trò chuyện như vậy thì anh em có thêm những cái động lực và những cái từ khóa để chúng ta tiếp tục và research trong cái thời điểm mà nó hơi chán như thế này. Thì cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ Coin68 trong suốt thời gian qua, và mình cũng hy vọng là sẽ sớm gặp lại anh em trong cái buổi podcast tiếp theo. Rồi, xin chào anh em. Rồi, cảm ơn Boson rất nhiều, và cảm ơn anh em đã dành thời gian cho bọn mình trong tuần này. Hẹn gặp lại anh em trong một tuần mới với nhiều chủ đề thú vị hơn liên quan đến thị trường DeFi.